nơi tôn vinh những diễn viên tài năng, nơi những bộ phim và đạo diễn xuất sắc được xướng tên. Ngôi sao xanh, giải thưởng điện ảnh và truyền hình hôm nay lần thứ 7 năm 2020 đã chính thức trở lại. Ngôi sao xanh còn là cơ hội để nghệ sĩ Việt tỏa sáng tại giải thưởng truyền hình châu Á Asian Television Awards ATA lần thứ 25, được trao giải trực tuyến diễn ra vào ngày 16 tháng 1 năm 2021. Lễ trao giải ngôi sao xanh lần thứ 7 năm 2020 được diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, số 7 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ trên Tuy TV và UTV. Chi tiết truy cập www.giải thưởng ngôi sao xanh.vn.